Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ cùng con gái mình làm hoành thánh. Đây là thịt mình đã xay, mình cho hành, cho bột nêm, cho dầu hào, dầu mè. Và đây sẵn sàng và mình đã quyết được như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ đi gói bánh. Đây là cái bánh để gói. Đây là khờ hót nha. Nên là lên mút sẽ lại khờ hót. Bây giờ hai mẹ con mình cùng làm. Chào nhà nha. Nay mình sẽ làm bánh hoành thánh. Thịt thì mình đã ấy ướp sẵn đâu đấy hết rồi. Thì mình làm bánh nè. Mình cho một chút xíu thịt vô. Mình lấy cái mình bắt đầu mình quẹt hết hai cái đầu này. Cái nước cho nó dính cái bánh mình á. Đó là nước dính thôi, mình kẹp hai đầu vô với nhau. Mình dùng cái này vô. Bóp chặt nó vô là được ạ. Tên 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 theo cả nhà. Nó rất là dễ làm, không khá khó. Đó là con gái. Nếu hai mẹ con mình cùng làm. Tay mình rửa rồi nha cả nhà. Mình chỉ cầm lên cái mình lấy nước mình quẹt nó hại cho bốn cái đầu này. Đúng rồi, đứng là ai đâu nhìn thấy mặt con đâu. Ngồi xịt tới đây mới nhìn thấy được chứ. Ít thôi, nhiều quá lại cuốn không được. Con đông nhúng nước cái đã, nhúng cái vòng con máy. Cho nó sát vô, dùng như nữa cho nó nhúng vô thành một miếng bé cho vẻ hơi bị to. Nào có nhìn nè, cho nó vô như vậy nhá. Cái miếng này là cho mình lấy cái mình lấy cái tay này mình cho nó đậy Ừ. Đấy, đẩy nó vô là được à, nó nhận được không? Thôi mẹ con mình ba nhé, mình làm tiếp đây. Sau khi mình làm xong rồi mình bắc dầu lên, mình bỏ vô mình chiên. Đây là nước mình hầm xương để lấy nước ngọt để làm mì hoành thánh ở cả nhà đấy. Khi mình chiên nó vàng mặt ở dưới rồi thì bắt đầu mình lật nó xuống mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình chiên nó vàng đều hai mặt và nó giòn như vậy là được rồi, mình gắp ra nhé. Bên này mình đã đặt một nồi nước để mình luộc. Một phen nữa thì mình luộc, mình cho vô mình luộc lên. Mình luộc hoàn thành. Luộc nó lộn nước rồi, nó lộn lên rồi. Nó nổi lên như vậy là được rồi nha. Được rồi nha cả nhà, nổi lên như vậy là mình vớt ra. Bắn cái nước sôi nãy mình mới luộc bắn hoàn thánh ấy, mình cho rau cho mình luộc luôn. Rau cải thìa nữa. Cho rau mình luộc. Đó, rồi mình múc ra cái tô như vậy này, đó, tô mì mình cho mì vô. Cả nhà nhìn ngon không? Bây giờ mình múc nước vô. Mình ăn thôi nha, xin mời cả nhà. Đây là tô bún hoàn thánh của mình, ông xã mình không có ăn xương, mình không cho vô. Hoàn thánh chiên. Đây là tô hoàn thánh. Đây là tô của con gái mình. Bây giờ cả gia đình mình cùng ăn nha. Mời cả gia đình ăn cùng gia đình mình nha. Xin chào cả nhà. Nãy giờ mình ăn mì hoàn thánh. Mời cả nhà ăn mì hoàn thánh với gia đình mình nhé. Đây là hoàn thánh rồi cả nhà, mì ngon. Mì ngon không? Mời cả nhà nhé. Ok, bắt chị tung chị bay đun tương ớt bay gì cho chăm vào đi xì phết chị bà cho bỏ chăm vào đây. Đấy, mình cho thêm miếng tương ớt vào. Yellow napkin. Chúc cả nhà ăn ngon. Ngon không con gái? Hoàn thánh. Con tôm. Ông xã mình hỏi hoàn thánh có gì mình nói con tôm. Đợi ông xã. Ông xã mình không biết ăn tôm ấy, mình nói là có con tôm trong á. Hetzelfde als deze, maar deze zien er erg geen. Die zien er toch heel anders uit? Ja, die is in de pan, dan ziet hij er anders uit. Lekker boel. Cái này chiên giòn nè, mới mời cả nhà. Cái này mà hai mẹ con mình mãi làm. Mãi làm, dành ăn. Ngon quá. 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 Giá nó giống nhau đấy. Đó là mình cho tôm vào nữa mà ông xã mình không ăn tôm được nên mình không cho tôm nha. Ngon lắm.
Nó cũng đơn giản thôi, cũng không khó đâu. Phải bác. Nó đi khắp rút đấy. Ga ik straks doen met mijn tanden. Zeg. Đấy là món ăn hoàn thánh mình làm. Hoàn thánh mình làm, hoàn thánh tự làm chế biến. Gia mình định, gia đình. Thuộc như ăn tuổi. Gia đình mình ngừng video ở đây nhá. Hẹn mọi người bác. Hẹn mọi người video lần tới nhá, tiếp theo nhá, mọi người ủng hộ. Nhớ đăng ký cho gia đình mình mà nhấn like cho gia đình mình nhá. Yêu thương cả nhà. Mỗi lần này mà. Tin khả tiêu, thả mình khó làm. Bye cả nhà nhá.